Hello anh em, chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi sáng sớm ngày hôm nay thì em Dương sẽ tiếp tục sale cho anh em sản phẩm áo polo nha em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ bán cho anh em đồng giá là 99.000 cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Thì tất cả những áo hôm nay em lên thì em đều tuyển chọn rất là kỹ rồi. Chọn rất là kỹ những con áo mới, độ mới toàn từ 90-95% trở lên cho anh em nhé. Rất nhiều các cái hiệu trong cái kiện hàng của Nhật anh em nhé. Aniquilo, Gu Gap này, rồi Asics vẫn rất nhiều anh em nhé. Mã đầu tiên em lên cho anh em con Aniquilo này, Onsite M19A. Đây, con này rất mới này, con này mới còn trên 90%. Màu rất đẹp anh em nhé. Đây, màu cực kỳ đẹp luôn này. Mã U1 này, vai 38, bụng 47, dài áo là 64 anh em nhé, offset S. Em là tầm khoảng 50 cân, 50-55 cân mà là đẹp. 70% cốt tông nhé, gọi là polyester, tác này anh em nhé. Tiếp theo này, của em Asics này, bộ này mới lắm. Đây anh em này, áo thể thao nhé. Đây, Asics này. Mã U2 này, vai 40, bụng 50, dài áo là 63 anh em nhé. Đây, con này Asics, form size M này, form size M này. Đây, cúc của nó có chữ Asics này. Bài mới, rất mới luôn anh em nhé. 65% là cốt tông, còn lại là polyester, tác anh em nhé. Mã tiếp theo này, Banana Republic này, hồ hiệu lại rất xịn này. Pique cốt tông nhé, cốt tông siêu mịn luôn anh em ạ. Độ mới cực cao luôn này. Đây, áo rất đẹp, màu dễ mặc này anh em nhé. Mã U3 này, vai 42, bụng 47, dài áo là 61 anh em nhé. Dài áo là 61 này. Mây Việt Nam nhé, 96% cốt tông, còn lại là spandex, tác này em rất mới nhé. Mã tiếp theo này, một em Fila này, Fila này, đây. Mã U4 này, vai 38, bụng 48, giá áo là 63 anh em nhé, giá áo là 63, đây. Mã tiếp theo của Fila này, form size L này, áo thể thao nhé anh em nhé, áo thể thao. Con này là 55% cốt tông, gọi là polyester này, tác anh em nhé. Đây, tác của Fila này. Mã U4 này. Mã tiếp theo này. Con này là áo thể thao nhé, Penwalk này. Con này mới tinh luôn này, con này mới phải 98-99%. Áo chất liệu polyester thể thao anh em nhé. Đây. Mã U5 này, vai 44, bụng 52, dài áo là 67 anh em nhé, dài áo là 67. Polyester 100%, con này bị cắt mất tác ở đây này. Áo rất là mới anh em. Mã tiếp theo này, của em Aniquilo này, chất thể thao tiếp anh em nhé. Chất polyester thể thao tiếp anh em này. Đây, áo rất mới luôn. Polyester thể thao này. Con này mỏng á, chất rất mỏng luôn, mà cực kỳ thoáng luôn anh em nhé. U6 này, vai 44, bụng 51, dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo là 70. Aniquilo này, polyester 100%, con size M này. Tiếp theo là Aniquilo này, con size XL nhé, con này Medicina màu xanh đậm, cũng chất thể thao nhé, chất polyester 100% đây anh em, áo thể thao, màu dễ mặc cho anh em này. Mã U7 này, vai 47, bụng 53, dài áo là 72 anh em nhé, dài áo là 72, chất liệu là 56% cốt tông nhé, còn lại là polyester, đây, tác này, rất mới anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này cũng áo chất polyester tiếp này, con này của Seja này, đây còn cái tác này. Đây, con này mới khoảng 90% nhé, Seja này, kiểu áo trơn thôi anh em nhé. Mã U8 này, vai 55, bụng 58, dài áo là 72, chất polyester thể thao 100%, con này hàng nội địa Nhật nhé anh em nhé. Mã tiếp theo là em Aniquilo màu form size M nhé, Medicina, con này mới 95%. Đây anh em này, cổ áo này mới tinh luôn. Này, áo rất đẹp anh em nhé, màu rất đẹp này. Mã U9 này, vai 44, bụng 51, dài áo là 64 anh em nhé, con này cốt tông pha rồi, 73% cốt tông này, còn lại là pha với polyester, tác này, mới tinh luôn anh em. Mã tiếp theo này, mã U10 này, con này Wilson này, uầy. Con này vải chất mỏng dính luôn này. Đây anh em nhìn này, quá đẹp luôn.
Wison hiệu lại rất đắt này anh em này. Họa tiết theo nhá, đây là theo này, theo Wison này. Cúp nào nó cũng dập hiệu nhá, Wison hết anh em nhá. Mã U10 này, vai 39 mũ 43, dài áo là 67 anh em nhá, dài áo 67. Cốt tông 100%, cốt tông này siêu mịn luôn, hàng nội địa Nhật, Wison này. À, mã tiếp theo này, Anti Label này, đây, áo màu nâu, Anti Label. Ở mã U11 này, vai 47 bụng 51, dài áo là 61 anh em nhé, dài áo là 66, vai 47 bụng 51, dài 66 nhé, mã U11, cái cúc này đẹp lắm anh em này, Anti Label, con size L này, đây, con này mới khoảng 90%. À, chất liệu là 60% cốt tông nhé, còn lại là polyester, made in China, tag này em. À, mã tiếp theo này, con này áo của Gu nhé, áo của Gu này, đây, độ mới 90. Đây, áo màu xám này, màu ghi, em nhầm, màu ghi. À, mã U12 này, vai 45, bụng 55, dài áo là 67 anh em nhé, dài áo 67. Áo của Gu này, 58% là polyester, còn lại là cốt tông này, con này là made in Malaysia. À, mã tiếp theo này, mọi em con này áo Aniquilo này, con này rất đẹp này, con size L này, à, con này mới khoảng 90%, đây, Aniquilo nhé anh em nhé, Aniquilo này. À, mã U13 này, vai 43 bụng 49, dài áo là 69 anh em nhé, dài áo 69 này, con size L này, con này made in China, đây, cái dòng áo này của Aniquilo này, cúc của nó làm rất dày này, đây, xin từ năm 1984 nhé, thì gọi từ năm 1984. Đây, cốt tông 100% tác này, Aniquilo này. Mã tiếp theo này, con này áo của Lào, mới lắm anh em ạ, mới tinh rồi này, mới tinh này. Đây, áo rất mới nhá, thêu này anh em này. Đây, họa tiết thêu này, đây bên này thêu rất nhiều họa tiết thêu trên con áo này, kiểu áo kỷ niệm ấy. Đây, anh em nào từng đi Lào ấy, đây Campuchia, em nhầm, Campuchia không phải Lào. Đây, thêu rất đẹp nhá. Đây, áo đỏ tươi. Mã U14 này, vai 47, bụng 52, dài áo là 72 anh em nhé. Dài áo là 72, 60% là polyester, 35% là cốt tông này, còn lại là spandex này, tác này anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này áo Puma, con này chất kiểu chất nhung ấy. Chất nhung này anh em này, áo Puma. Đây, Puma này. Đây, Puma này. Mã U15 này, vai 44, bụng 53, dài áo là 66 anh em nhé, dài 66. Đây, áo Puma, rất đẹp luôn này. Đây, có 100.000 con áo Puma, 80% cốt tông, còn lại là polyester này, tác này em. Tiếp theo con áo thể thao nhé, con này là của Print này, áo thể thao này, đây, theo anh em này, đây, đây hình theo này. Mã U16 này, bụng 50, dài áo là 64 anh em nhé. Chất polyester 100% này, hàng nội địa Nhật anh em nhé. Tác rất mới này. Tiếp theo món áo Aniquilo màu lông chuột nhé, con size M này. Đây, áo mới lắm anh em này. Đây, độ mới rất cao nhé, màu rất là dễ mặc này. Mã U17 này, vai 42, bụng 50, dài áo là 64 anh em nhé. Áo dài 64, Aniquilo này, 80% cốt tông, phải là polyester, tác này em nhé. Mã tiếp theo này, của em Aniquilo, con này chất thể thao nhé. Đây, nó làm rất nhiều cái lỗ thoáng khí này, anh em này. Đây, cái lỗ nhỏ thoáng khí này. Con này form size L nhé, made in China. Đây, chữ nét căng luôn. Đây, con này nó phải mới đến tầm 98%. Không khác gì áo mới cả. Anh em mua mới như nào thì con này y hệt luôn. Mã U18 này, vai 41, bụng 51, dài áo là 68 anh em nhé. Ôi, cái màu cái chất này mát. Đây, tác này này, nét căng luôn. Mã tiếp theo này, con này chất áo nó kiểu chất cốt tông rất là hay nhé, nó sần sần này. Này, màu xanh đậm anh em nhé, cúc gỗ. U19 này, vai 49, bụng 52, dài áo là 65 nhé. Kiểu áo nó mặc này, phong cách rất là hay nhé. Đây, chất cốt tông nhá, cốt tông 100%. Mấy cái áo kiểu sần sần này toàn cốt tông này. Em xem đấy toàn chất kiểu cốt tông này. Mã tiếp theo con áo màu xanh đậm này.
Đây, bài mới tinh rồi này. Áo xanh đậm, con này nó hình in nhé. Hình in đấy anh em ạ. Đây, áo mới tinh luôn. Mã U20, vai 45, bụng 51. Dài áo là 64 anh em nhé. Áo dài 64. Chất polyester thể thao 100%. Đây, tag này. Cũng dự phòng này. À, tiếp theo Aniquilo này, không sai lờ ở Medina. Đây, tác này, cúp này. À, cổ áo này em nhìn này, mới tinh luôn, áo màu đen nhé. Rồi, chất cốt tông pha rồi, cốt tông pha. À, mã U21 này, vai 43, bụng 51, dài áo là 72 anh em nhé. À, dài áo là 72. 70% cốt tông này, 30% là polyester, tác này. Tiếp theo một con áo thể thao của Aniquilo tiếp này. À, con này làm phong size XL nhá, Medina. Đây. Đây, áo rất mới luôn anh em này. Ở mẫu U22, vai 48, bụng 56 nhá. Dài áo là 75. Đây, chất polyester 100%, tác đấy. Đây nhá, tác những áo thể thao nó hay làm như này. Ở mã tiếp theo anh em nhá, em Aniquilo màu cam này. Đây, áo rất mới anh em nhá. Đây. In này, form size L này. Áo mini Việt Nam nhé. Đây, áo màu cam cho anh em, da sáng mà rất đẹp này, mới tinh luôn. Ở mã U23 này, vai 45, bụng 51, dài áo là 70 anh em nhé. Áo dài 70, 72% cốt tông này, là polyester, tác này anh em nhé. À, mã tiếp theo này, con này của Vlan này, áo thể thao này. Ui, rất đẹp luôn này. Đây em đi thể dục thể thao mà con áo này rất đẹp luôn này. Mã U24 này, vai 46, eo 46 nhé, bụng 46, dài áo là 64. Chất polyester 100%, hàng nội địa Nhật này, tác này em nhé. À, tiếp theo là Aniquilo tiếp này, form size L là Medina này. Đây, áo mới tinh luôn này. Đây, áo rất là mới luôn anh em nhé. Ở mã U25 này, vai 43, bụng 50, dài áo là 67 anh em nhé. Áo này bắn mũi tác thành áo mới anh em, áo mới tinh luôn, rất mới luôn. À, mã tiếp theo này, con này là Faircraft, cũng áo thể thao nhá, áo thể thao này, đây, thêu của nó này. À, mã U26 này, vai 43, bụng 48, dài áo là 63 anh em nhé, áo dài 63. À, chất polyester 100% này, tác này. À, mã tiếp theo này, IMP, con này áo màu đỏ tươi nhá, đây, độ mới con này trên 90%. Ở mã U27 này, vai 39, bụng 44, dài áo là 65 anh em nhé, áo dài 65, 65% là polyester, còn lại cốt tông, con này cũng hàng nội địa Nhật anh em nhé. Mã tiếp theo này, Aniquilo này, form size L này, Aniquilo này, form size L này. Ở mã U28 này, vai 44, bụng 52, dài áo là 66 anh em nhé. Đây, một Aniquilo màu đen nhé, chất thể thao. Đây, rất đẹp luôn. À, con này là chất thể thao polyester 100% này, tác này, cũng dự phòng em nhé. À, mã tiếp theo nhé, mẹ Aniquilo này. À, con này form size L Medina nhé. À, con này cổ của nó kiểu như là cổ của vải vải sơ mi anh em nhé, vải áo sơ mi ấy. Đây, còn dưới của nó là chất liệu cotton. Cotton mịn nhá, cotton rất mịn đấy. Và mã U29 này, vai 44, bụng 47, dài áo là 67 anh em nhé. Con áo màu xanh đậm dễ mặc này, tác đen luôn này. Con này là chất cốt tông nhé, cốt tông 100%. Đây, tác này anh em nhé, cốt tông con này mịn lắm anh em nhé, cốt tông cực kỳ mịn luôn. Tiếp theo là Aniquilo này, form size S nhé, áo màu đỏ made in Việt Nam này. Đây, độ mới con này trên 90 này, áo rất mới luôn. Mã U30, vai 40, bụng 46 nhé, dài áo là 61. Đây là cúc dập hiệu Aniquilo này. Con này là 72% cốt tông, con này là polyester, tác này. Mã tiếp theo này, Aniquilo, con này là form size XL nhá. XL rất mới anh em này. Con này made in Việt Nam, XL này. Mã U31 này, vai 47, bụng 55, dài áo là 71 anh em nhé. Cúc con này dập hiệu màu rất đẹp luôn anh em này, dập hiệu màu cực đẹp luôn. Cũng 72% cốt tông này, phải là poly này, tác này em. Mã tiếp theo này, con này Aniquilo này,
Tiếp theo phong size M nhá, Mechina này. Phong size M Mechina này, áo rất mới luôn. Ở U32, vai 42, bụng 47. Dài áo là 61 anh em nhé. Dài áo là 61. Này, con này là 70% cotton này, còn lại là polyester. Tác này anh em nhé. Áo rất mới này. À, mã tiếp theo này, Aniquilo này, phong size XL này. Con này mới Việt Nam, con này chất len mỏng anh em nhé. Đây là chất len mỏng có giãn này. Đây, này áo màu kem rất mới. À, U33 này, vai 48, bụng 54. Dài áo là 70 anh em nhé. Con này chất len này. Đây, chất len. Đây, tang này. À, mã tiếp theo này, Nichigura, áo thể thao. Áo thể thao anh em nhé. Chỗ này tết theo đây, theo này, để chỗ này in này. Rồi theo anh em nhé. Tất cả là theo hết anh em nhé. U34 này, vai 46, bụng 55. Dài áo là 67 anh em nhé. Dài áo 67. Chất polyester, 75% polyester, còn lại là rayon. Này, tác này anh em nhé. À, mã tiếp theo này, con này của Pitare này. Đấy, con này cũng chất polyester này, rất mới này. Ở mã U35 này, ở vai 41, bụng 52. À, dài áo là 63 anh em nhé. Dài áo 63. Đây, con này là chất 65% cotton này, còn lại polyester này, tác em. Con này cũng hàng nội địa Trung, nội địa Nhật anh em nhé. Áo The Soft TK này, con này là áo màu nâu nhé. Áo màu nâu này, đây, cổ làm rất đẹp này. Đây, áo màu nâu này. Mã U36, vai 45, bụng 52. Dài áo là 63 anh em nhé. Áo dài 63. Đấy, con này là 52% là rayon nhé. Gọi là pha với cả polyester Mechina tác này. Mã tiếp theo là Aniquilo này. Con này áo màu mận nhé, phong size M này. Ở Mechina nhé, con này mới 90% này. Mã U37 này, vai 38, bụng 46. À, dài áo là 65 anh em nhé. Áo dài 65. 70% cotton này, còn lại là polyester tác này. À, mã tiếp theo này, con này của Glimmer nhé. Glimmer này, con xe mở áo polyester nhé, mới tinh luôn này. Con này mới trên 95% luôn. À, mã U38 này, vai 45, bụng 49. À, dài áo là 62 anh em nhé. Áo dài 62. Đây, chất polyester 100% made in Việt Nam tác này. À, mã tiếp theo này, Aniquilo màu kẻ rất đẹp luôn này, form size L này. Con này mới 95%, áo mới tinh anh em nhìn này. Đây, con này đẹp quá. Mã U39 này, vai 43, bụng 46. À, dài áo là 66 anh em nhé, áo dài 66. Tác đen này, chất 73% cotton này, con này polyester tác này. À, mã tiếp theo này, con này của Grand Monarch, con này của Mizuno nhé. Áo của Mizuno này, theo anh em này. Con này chất mịn. À, con này chất nó mỏng ấy, mỏng dính luôn. Đây. Mỏng như tờ giấy luôn, mặc con này sướng kỳ luôn anh em. Mới tinh. À, mã U40 này, vai 44, bụng 50. Dài áo là 70 nhá. Đây. Húc dập hiệu anh em này, áo rất xịn luôn. Và còn thêu đẹp, thêu quá đẹp luôn. Đây, con này là chất cotton nhá. Cotton. À, có cái là con này bị vỡ đôi với cái cúc dự phòng rồi, chắc bị ép trong kiện rồi. Con này áo rất mới. À, mã tiếp theo này, con này của Yonex này. Yonex áo hồng này. Yonex theo anh em nhé. Đây. Đây, con này rất mới này. Đây, mới con này 95%. À, mã U41 này, vai 46, bụng 52. Dài áo là 69 anh em nhé. Áo Yonex cầu lông. Chất liệu polyester 100%, tác đây, hàng nội địa Nhật. À, mã tiếp theo này, Anora Palmer này. Đây. Đây, hiệu này áo thì nó cũng tầm 1,5 triệu đấy anh em nhé. Con này áo như mới. Và tiếp theo đấy, này theo. Ở mã U42 này, vai 47, bụng 49, dài áo là 64 nhé. Đây, theo này anh em này. Con này Mechina, cotton 100%. Cốt tông của nó làm rất mịn này anh em này, mỏng á, áo mỏng. À, mã tiếp theo này, Aniquilo này, form size L này. Con này mình Bangladesh luôn anh em ạ. Đây, Bangladesh luôn. À,
Mã U43, vai 46, bụng 52, giải áo là 69 anh em nhé. Giải áo là 69 này. Polyester nhé, áo thể thao 100% này. Mã tiếp theo này, con này hút đây nhé. Đây, mới tinh luôn, con này nó còn đây, có cái để gắn tag này, con này chắc là mới nguyên chưa ai mặc. Mới ấy. Mã U44 này, vai 44, bụng 52, giải áo là 64 anh em nhé. Giải áo là 64, 55% cốt tông, gọi là polyester, tác này em nhé, áo mới ấy. Tiếp theo này, con này áo của 23 Sport này. Đây, chỗ này còn theo đây, 23 Sport này. Đây, áo mới lắm anh em. Đây, đằng sau còn nâu rồi. Đây, rất đẹp luôn. Ở mã U45 này, vai 50, bụng 57, giải áo là 69 anh em nhé. Cúc của nó anh em này, cúc đẹp lắm anh em. Áo quá xịn luôn. Con này là 68% cốt tông, còn lại là polyester này, tác này, rất mới. Mã tiếp theo này, con này của Green Feather này. Đây, áo ấy, mới trên 90%. Đây, chỗ này là có hình thêu này, thêu cực đẹp luôn. Đây, 100.000 là con áo rất đẹp này anh em nhé. Độ mới con này cực cao luôn. Mã U46 này, vai 46, bụng 50, giày áo là 70 anh em nhé. 60% cốt tông này, còn lại là polyester nhé. Tác này, hàng nội địa Nhật anh em nhé, rất mới luôn. Mã tiếp theo này, con này Sanroco, áo màu lông chuột nhé, mới tinh này anh em này. Mã U47 này, vai 47, bụng 62, dài áo là 68 anh em nhé, áo dài 68. Đấy, con này là 65% polyester, còn lại là cốt tông này, tác này. Mã tiếp theo này, con này Weather này, Weather đấy, áo rất đẹp anh em này. Đây, phải đồ mới cực cao luôn. Chỗ này nó là cái túi anh em nhé, đây này, túi này, nó cờ Mỹ, túi này, cúc mắt mèo luôn anh em này. Đây, đằng sau là trơn này. Mã U48 này, vai 42, bụng 49, dài áo là 69 anh em nhé, dài 69 này. Áo là của nó hình in. Cốt tông 100% này, tác cũng dự phòng này. Mã tiếp theo Elder Brower này. Đây, con này cũng mới 90%. Form size XS. Mã U49 này, vai 42, bụng 48. Dài áo là 67 anh em nhé, áo dài 67. Đây, con này là 75% cốt tông này, con này là polyester nhé. Đây, tác này. Cũng dự phòng này. Mã tiếp theo này, Weather Cup này, áo Weather Cup này. Đây. Đây, con này nó cũng mới khoảng độ 90% nhá. Ngoài ra cúc con này thêu. Thêu 90 cúc này. Nhưng mà áo con này kiểu chất dày dặn ấy, nó không mỏng. Mã U50, vai 47, bụng 53. Dài áo là 64 anh em nhé. Áo rất mới. Đây, chất áo này anh em này, mới đét luôn. Con này bị cắt mất tác rồi. Con này là cốt tông anh ạ, cốt tông pha với polyester đấy. Mã tiếp theo là Maximum. Áo con này độ chất thể thao polyester nhá. Mới ấy. Mã U51 này, vai 44, bụng 49, dài áo là 62 anh em nhé, áo dài 62. Đây dưới nó có cái co giãn này, polyester 100% anh em nhé. Đây, tác này. Mã tiếp theo là một em Champion này. Champion này, form size 160 này. Champion, áo thể thao của Champion này. Mã U52, vai 44, bụng 48, dài áo là 60 anh em nhé. Dài áo là 60 này. Chất polyester 100% nhé. Tác này anh em này. Tiếp theo này, Aniquilo này, form size M với China nhé. Con này mới 98%, 99%. Mới tinh luôn. Rất mới luôn anh em nhé. Mã U53 này, vai 39, bụng 48, dài áo là 69 anh em nhé. Dài áo là 69 này. Đây, nét căng rồi anh em này, quá mới luôn. Mã tiếp theo anh em nhé, lại Aniquilo tiếp này, form size M với China này. Con này áo trắng tinh cũng mới 98% nhé, trắng tinh luôn. Đẹp luôn anh em. Đây nó còn kiểu Aniquilo nó
nó kết hợp với cả một cái thương hiệu SPRZ này, New York này. Đấy, nó làm quần áo nhá. Nó sẽ ngoài cái thiết kế cơ bản của Uniqlo, nó có thêm các cái họa tiết này. Đây. Kiểu hai hãng nó kết hợp với nhau ấy. Mã U54 này. Vai 40 bụng 48, dài áo là 70 anh em nhé. Đây, cũng polyester 100% nhé. Đây, tag này. Mã tiếp theo này, Uniqlo tiếp nhé. Con này là form size S này. Đây này, đây, con này cũng mới khoảng 90% đây. Con này thì cổ áo nó hơi bị gập một tí anh em nhé. Cái chất áo nó vẫn còn rất là mới. Đây anh em này, chất áo nó vẫn rất là mới nhé. Đây. Mã U55 này, vai 40 bụng 43. Dài áo là 64 anh em nhé. Áo dài 64. Đây, chất cốt tông 100% này, tag này, rất mới luôn. Mã tiếp theo này, Uniqlo tiếp nhé. Form size S này, Mechina. Con này mới nó phải đến 98%. Quá mới luôn. Mã U56 này, vai 42 bụng 47. Dài áo là 62 anh em nhé. Áo dài 62. Đấy, con này 72% cốt tông này, gọi là polyester, tác này, rất mới luôn. Tiếp theo này, Uniqlo tiếp size S tiếp này, Mechina. Cô này mới lắm anh em. Mã U57 này, vai 42 bụng 44. Dài áo là 64 anh em nhé. Áo dài 64. Con này là cũng 73% cốt tông, con này là polyester, tác này anh em. Mã tiếp theo nhé, Uniqlo này, con này là form size L nhé, mi Việt Nam. Cái màu xanh đậm này, đây con này rất mới nhá, con này cũng phải mới 90%. Mã U58 này, vai 46 bụng 53, giá là 67 anh em nhé. Đây, tác rất mới này, 72% cốt tông, gọi là polyester, tác đây anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này của Lex Home này, một cái áo màu đẹp lắm, chất polyester thể thao anh em nhé, áo rất đẹp luôn này. Mã U59 này, vai 44 bụng 49. Dài áo là 67 anh em nhé. Áo dài 67. 84% là cốt tông này, gọi là polyester. Đây, tag này. Tiếp theo Uniqlo tiếp này, Uniqlo tiếp này. Đây, con này mới phải 95%. Mã U60 nhé, vai 46 bụng 52. Dài áo là 66 anh em nhé. 75% cốt tông này, gọi là polyester này, tag này em nhé. Mã tiếp theo con này áo của Hu này, form size S nhé. Con này thì mới khoảng 88% này, con này nó đây, chất hải vải nó không được 90%. Mã U61 này, vai 40 bụng 45. Dài áo là 60 anh em nhé, dài áo 60. Đây, con này là 70% là polyester, gọi là cốt tông này, tag này, cũng dự phòng này. Mã tiếp theo này, con này của Glimmer, áo polyester nhé. Cái hãng này toàn làm áo thể thao, áo polyester thôi nha. Đây, một con áo này, màu xanh rất đẹp. Mã U62 này, vai 40, bụng 42. Giá áo là 58 anh em nhé. Đây, chất polyester này, mình Việt Nam, tác này. Mã tiếp theo này, Uniqlo tiếp anh em nhé. Uniqlo này, form size M này. Đây, áo rất là mới luôn. Mã U63, vai 42, bụng 54, giá áo là 65. Đây, khung gỗ mắt mèo luôn anh em, cốt tông 100%. Quá đẹp luôn. Mã tiếp theo này, con này cũng áo thể thao, áo polyester nhé. Con này cũng áo của Glimmer này. Con xe mờ áo polyester này. Đây, áo mới tinh con này 95%. Mã U64 này, vai 45, bụng 47. Dài áo là 64 anh em nhé. Đây, cũng polyester 100%, made in Việt Nam, tác này. Mã tiếp theo này, con này áo của con này của Dry này. Đây, con này cũng áo thể thao nhé, polyester 95%. Mã U65 này, vai 35, bụng 41. Dài áo là 61. Phải vai hơi bé nhưng mà áo nó cũng có giãn anh em. Polyester 100% này, tác này. Cái này thì anh em chắc tầm 50 cân. 50 cân mặc là vừa. Tiếp theo là Remolino này. Đây, con này rất mới anh em này. Đây, áo mới lắm. Cổ nó không gấp tí nào luôn.
Mã U66 này, vai 47, bụng 51, giày áo là 66 anh em nhé. Giày áo là 66, 50% cốt tông này, 50% polyester tác này, mới tinh. Mã tiếp theo là Aniquilo form size M nhé, con này made in Việt Nam này. Con này cổ nó hơi gấp một tí nhưng mà nó rất mới nhé, nó không bị bạc cái gì ở chỗ cổ đâu các bạn, chỉ gấp chặt rồi. Mã U67 này, vai 41, bụng 48, giày áo là 69 anh em nhé, giày áo là 69, Aniquilo, cốt tông 100%, này, tác này. Mã tiếp theo này, Green Label này, con này màu đẹp lắm anh em, con này mới đúng không, cũng phải đến 95%. Mã U68 này, vai 42, bụng 48, giày áo là 66 anh em nhé. Là rayon, còn lại là polyester tác này, mà nó không pha cốt tông đâu, không có cốt tông này. Mã tiếp theo là Aniquilo này, form size L made in China này, đây áo màu đen rất mới luôn. Mã U69 này, vai 45, bụng 52, giày áo là 63 anh em nhé. Con này là chất cốt tông pha với polyester đây. Tác này em nhé. Mã cuối cùng là một em áo thể thao polyester này anh em này, này của Fayao nhé, Fayao này. Đây, áo này chất rất mềm luôn, chất thể thao cực mềm luôn. Mã U70 này, bụng 48, dài 63 nhé. Bộ này chất sướng lắm anh em ạ. Fayao, 85% là rayon, còn lại là polyester. Đây, và sao sờ nó mềm đấy. Này. Rồi vậy là em đã lên hết 70 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.